xin mời thí sinh Ngọc Trân. Làm cho tất cả danh bài cười miễn chi cho đến cười khoái chi. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi. Em chào ban giám khảo, em chào anh Cáo Hành, em chào anh Trường Giang và em chào toàn thể với mọi người. Em là Ngọc Trân, em đến từ Bạc Liêu. Trân nay như mấy tuổi Trân? 18. Bạc Liêu ở chỗ nào? Bạc Liêu hả? Ở trong xã. Huyện gì? Huyện Hòa Bình. Rồi đang học hay đi làm rồi? Đã hỏng là thi đại học rồi, bây giờ làm được tháng mấy rồi. Rồi công việc sao? Dạ công việc thì cũng ổn. Ổn? Làm cái gì mà ổn em? Thôi mà không ổn nữa, người ta buồn quá, sắp đuổi rồi. Thôi dạ. Tại chưa đủ tuổi. Làm gì mà đuổi? Không phải là làm ở công ty đủ 18 tuổi mới được vô, mà tự nhiên còn gần 2 tháng nó mới đủ tuổi. Thì 2 tháng sau mình nộp đơn mình xin vô. Thôi mà thấy thôi, ui không được, thôi không sao đâu. Nói này nó có cái thế giới riêng của nó ha. Rồi nó nói hồi nó tự có câu chuyện riêng để tự nói với bản thân nó, rồi xong cái nó nói xong rồi nó mới nói lại mình cái khác. Rồi hôm nay ăn uống được không? Đó, thấy không? Là tự nhủ bản thân trước rồi, mấy bữa nay mình đã có ăn gì đâu. Bây giờ mới nói cái thông tin mới nè, 2, 3. Cũng ít sợ tạ. Đó. Không biết sao nữa. Đó. Rồi lên đây với ai? Đi mình ơn, không phải là đi mình ơn mà đi có một mình à. Ừ. Hai câu rất khác nhau đó. Ừ. Rồi có bồ chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Trời ơi. Có, phải chưa? Mình chưa đủ 18 tuổi sao có bồ? Không. Bạn trai làm gì? Có đâu. Tại vì có bạn trai. Người ta không trả lời là người ta đồng ý mà không có. Thế giới riêng. Thế giới riêng. Thấy chưa? Phật ở trên kia cao đâu quá. Where are you from? Thi. Thi hả? Thi mấy người? Thi một mình hay là có bạn trợ diễn? Trời ơi, mình ơn à. Mình ơn. Mình ơn. Mình ơn, rồi, mình ơn. Biết rồi mình ơi. Lấy cái tiểu phẩm nào mắc cười nhất ra Thi? Mắc cười nhất hả? Cười. Mình có mê anh Ngô Kiến Quỳ không? Mê không hả? Cũng đẹp trai á. Không mà cũng không mê đâu. Sao vậy? Nhiều người mê anh Quỳ lắm á. Không thì nhiều người mê thì nhiều người mê đi, ở xa đó. Rồi Thi. Hẹn. Em ơi. Nói. Có chuẩn bị ghế hay là dụng cụ gì không em? Không. Rồi cái vậy Thi đưa hang. Khoan, từ từ. Sẵn sàng chưa nào? Chưa. Tâm lý bình tĩnh nè. Ra khỏi thế giới của mình đi nào. Hòa nhập xã hội. Bắt đầu. Rồi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Hết thời gian. Con ơi, mới đi làm gì vậy? Hả? Dạ. Mới đi làm gì? Ý nghĩa của cái tiểu phẩm vừa rồi là gì? Đừng nói á, chúng nó vô nhập luôn giờ đó. Hả? Không nói. Không có ý nghĩa.
Không có ý nghĩa làm chi. Ủa, tại không, giống như là mình thích thì mình làm thôi, chứ đâu cần ý nghĩa đâu. Ai giấu cái dĩa bài của chị, trả cho chị bài về hành tinh liền. Ai? Mình làm một cái tiểu phẩm cho sân khấu, nó phải có cái câu chuyện của nó. Bé, em có chắc là em hiểu em đang làm gì không? Không, cũng nhầm khi hiểu, nhầm khi cũng không hiểu lắm đâu. Anh cũng hiểu. Anh Thành và anh Giang, cộng đồng mạng gọi đây là bé Na đi lạc. Bé gì? Bé Na. Đây là bé Na đi lạc. Na ơi. Là sao? Bé Na là một cụm từ hot nhất giới trẻ hiện tại anh. Cứ mà... Thì trend. Trending mới. Na 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 na. Na đâu về vậy? Khỉ ở đâu đâu? Mà anh hỏi thiệt này, làm sao để em vượt qua được dòng casting để em đến đây? Ủa, em giỏi lắm hả? Không, này cũng được, coi cũng được lắm á. Trời. Thế hả? Không, đâu sao đâu. Tại sao người ta gọi mình là bé Na đi lạc? Tại gọi phải không? Chứ em đâu có gọi đâu, sao em biết được. Đúng rồi. Lạc đường nên người ta gọi đúng không? Không biết nữa. Ủa, đâu phải đâu. Lộn rồi, đâu phải em đâu. Nó ơi, tặng món quà nè. Đón xem tập 1 Thách thức danh hài mùa 6 phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2019 trên kênh HTV7.